bị kẹt chở quý ga quý ga bo, có nghĩa là nó dính trong con xe lưu á, xe lưu trong men á. Bung tới kẹt là bị hay là bị từ đầu luôn? Nãy thì nó đang bung, nó không biết nó bung cái giống gì, video in nail hả? Cái kẹt đó. Cái rod.